xài dữ lắm, bao nhiêu tiền mày xài hết trơn à. Tại bây giờ chậm xin 500 đi. Tính đây tiền chợ, tiền mua đó, tiền mua mày cũng nghỉ. Bà nuôi chồng dùng nước chuối nhiều. Bà nuôi chồng bà hết. Nuôi cho nó mượn á thì có. Ủa bà nuôi chồng mà hết, bà ăn uống, bà đem về cho chồng mà ăn hết, bà nuôi hết rồi, giờ bà đòi lấy tiền tôi làm sao? Đâu tiền cọc, cử á. Cử gì cử? Vớt nó uống đi, cái ca đỏ lấy giùm mình. Cô phổ thì kích tiền. Trời ơi, anh em tới luôn. Tụi này cái gì vậy? Trời ơi, chẳng gì. Thiệp tới. Thiệp tới, chết ơi. Hết kiện hết luôn. Thì còn báo vô quy. Chuyến này đi cờ giấy số đồ không, hỏi anh Hân. Anh Hân ơi, hai chồng ông sờ với nhau vụ anh Nguyễn Anh Nghiên ba giờ sáng giúp anh đỡ giúp viên khách sạn đúng không? À. Mình đi về làm hoàng rồi ông về là có tao. Ba sáng dứt lội qua đây, là giờ đó chỉ đi khách sạn xong mới qua đây luôn. Đó. Có cái gì hết chứ. Ủa đi về là đám ma, có tao lãnh lương rồi tao đi về thôi. Sau đó là nghi ngờ đó, anh lên đính chính đi. Rồi chứng luôn rồi con nó chứng tới bà. Trời ơi, gì vậy? Con nó đỏ rồi chứ. Trời ơi. Con thơ giúp ơi. Qua đám ma này diễn được nhiều vậy. Hồi nói con nghe. Nghe hết hồn anh Nưng. Anh Nưng chưa ghi tên hết trời, đi cái đâu? Ghi tới đâu, ghi tới đó. Ghi tới đâu, ghi tới đó kìa. Cái gì à? Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn 41 tuổi. Dân chỉ Vĩnh đâu à, anh ghi chung thiệt hay sao? Gì nó má, chỉ có dân Vĩnh nó má. Là sao không? Tao khác, dân khác, Vĩnh khác. Ái mày mờn cây vậy. Về đi hỏi luôn. À, không biết mà chạy đi. Khó quá, ai chịu nổi, ai làm dâu nổi. Anh đưa tiền đi, má tiền dễ dàng. Tao một loại 500 cài thôi mày kỳ quá. Không. Má mày cứ xài tiền không? Không. Mày lồ quá nhiều. Quất nhiều, sao mày nghĩ đến uống nữa à, gần con quất nhiều. Má mày ăn mà uống mà cũng nói tới. Tao không ăn uống hết trơn, nó đừng nói tao nha. Ê, dứt giải quyết rồi. Anh Nưng đến mời kìa. Mời cho dứt ba thiệt đi, mình dứt đi ba thiệt. Ủa, có cái hộp, có mồi nè, chi chung nó thôi. Số có mồi nha. Chi chung có mồi nè. Một cá mũi đâu có. Vĩnh mua. Ê, Vĩnh, tao quýnh đẹ nha, tao kêu mày mua trứng, mày cầm cá mồi vậy. Mày cầm quá. Ai là tao mua trứng vừa cá mồi luôn. Hả? Có trứng. Vừa có trứng vừa cá mồi luôn. Ý là à, nào, chứt thèm cá mồi, ăn cá mồi. Cá mồi là mua riêng á. Cá mồi thiệt, mày tưởng xích cá bao đồ ăn, cá lên cá mở mắt. Vậy thằng chú Nguyễn. Đó gì chất đi nhiều chất. Có tờ giấy số thôi. Chờ nó bắt đầu con má này có mơ ta đối với nàng gà chích này chích 20 đi gà. Chích đi thì con chính là được rồi. Bớt chửi lại, dữ quá. Lấy tiền mà có lắm, nó mượn con ngọt. Em ơi anh mượn lát anh gia giúp. À, lát tiền tao nó ngọt quá. Em ơi anh mượn đi. Ông cười, lát anh giúp ra liền. Má nó còn dầu ăn quỷ kia nó đâu dám kêu quỷ này. Tà la mới mua được bịch gạo. Má mày nghĩ vậy mày nghĩ tới. Má làm cũng đẹp quá anh Nguyễn ơi. Vậy má làm đẹp ghê luôn chứ làm. Làm má giúp mạc á. Đó, tưởng làm rất là đẹp nha mọi người, đó, đó. Đi đái rồi mắt đái rồi, nó già là tao mắt đái mấy lần. Đi là gà chứ muốn gà luôn hả? Còn mấy cũng đổi mày. Trời ơi, nó mua cá hộp.
Học vịt hột gà ăn cũng được thôi chứ khó khăn quá gì chứ. Hột gà ăn mềm được hơn thứ nhất. Ờ ta được ba đèn không nổi. Cái đèn ta đứt cái bóng trên mà hoài. Học là gì là gà. Chúng tư mày đóng lý tiền sáng. Cá này chung với cô hành. Nè mày có đồ hả? Có chứ trời ơi ăn có. Trời trứng gì trứng không? Trứng mang trứng chuyện gì? Không chuyện trứng thôi. Với cái này cho tay. Ờ vậy á chứ đâu phải giống như này kìa. Mắc vợ đi làm thì khổ gì nuôi mình. Người chồng bất lực. Tiếng không nha. Vậy? Tiếng không nha. Em có hành chi em chí vậy? Có hành để cho người có hành. Có hành để ngồi ghét tay ngắn xì nhỉ. Có hành chi chí. Ờ. Ờ, đủ da vậy đó. Vậy đó. Thôi má. Ờ, đẹp quá chứ đẹp chứ. Đúng rồi, cho đẹp có đẹp đấy. Anh đẹp lộng lẫy luôn á anh Đức Nguyễn. Cũng tiện nha. Tá chơn à. Tá chơn á. Anh đóng đi anh hơn buồn á. Anh nói cầm thiệp anh đi đi á. Con... quan trọng anh có mặt là được gọi tiền bạc thành vấn đề. À. Nói một tí lên hơn cấn anh đòi anh đi không đi kìa. Tình nghĩa là chính mà đó. Thôi tình nghĩa là chính tiền là mười kìa. Nghe câu. Nghe câu đầu được câu sau nghe hết hồn. Chán chán luôn. Ủa cái gì cái chuyện gì tên gì của anh là Quyên á. Quyên Quyên hay Quyên. Quyên chứ Quyên. Quyên. Mời luôn. Trời ơi trời má nó cũng còn trống nó hỏng lên quyền thư nữa. Má nó không mời thì thôi cho tao đỡ tốn má. Trời ơi chiếc này chứ tính lấy hết tiền của người ta gì đó cũng gặp ai cũng mời chứ. Năm cưới còn mà cũng đi chơi chơi vô nhà má. Em quát nữa trời kiếm heo nữa. Anh đãi bạn nhiêu anh Tuấn, anh đãi bạn nhiêu để biết đi tiền nè. Ủa đi gì tao đi 200 thôi, bữa hổm sinh nhật tao nó đi tao chứ mà chết có 500 ngàn thì tao đi 200 thôi chứ nhiêu. Cái nạt như nạt con đi chứ đúng rồi. Thôi ra xào với cụ Hành. Ờ, vợ chồng anh Bảo rồi chứ. Ờ, anh Thương Quyền. Dĩnh. Ờ. Thương Quyền. Ôi, bà đã có miệng kêu Trung Quyền. Bà Dĩnh. Tự nhiên ta không mờ, cái tự nhiên nhắc con Thương Quyền. Kệ nó cho đi chung ba vợ bé mà. Trời ơi, đâu ra vậy, đồ ao mà chứ. Dứt biết có nói. Hai đứa gái mẹ đó. Rồi, có anh Dĩnh nữa. Có ai cho chứ nhắc con luôn nha, chứ không nói được. Bà viết lầm bỏ sót nha chứ. Đúng rồi. Cơm chưa? Dạ anh Hưng mời là phải mời. Mới bây giờ thì nấu cơm. Thôi nè, nấu cơm chưa? Đâu với con có gì chứ nữa. Sợ luôn. Vậy thôi con chứ nữa. Chim đâm kêu tròn kìa. Chứ khúc kêu tròn. Sao hả chứ? Chết rồi đi. Trời ơi, vợ nằm bên đây, chồng thì ngồi đây. Ông Linh thì ngồi đây. Anh ngồi ra đang kiếm lúa đi kiếm người ghi hiệu. Chuyến này đi là vô khúc luôn anh không? Chuyến này đi qua Mỹ mà còn kiếm được mớ nó mới qua Mỹ nữa trời đúng không? Hôm qua thấy gì cầm lít mắt em đưa này dây không? À, tại vì nói chung lúc trước cũng có lỗi với bà, giờ bắt cóc rồi bà hối tiếc. Còn hối tiếc luôn anh? Dạ, hối tiếc là đánh tới mất anh đúng không? Bữa đám cưới bà nói là giờ không biết làm sao, bữa đám cưới bà vô bà khóc nữa, không biết làm sao nữa, giờ cảm ơn. Trời ơi! Trời ơi! Giúp! Có đem theo hai giặt đồ cho anh cầm hứng mắt ông giúp. Quậy đi! Trời biết nói tiếng quậy gì? Mới mà bắt mày giúp! Trời ơi! Ô cái bà ăn như cái miệng, ăn như cái miệng, cái máy xúc vậy. Về. Chia tài sản đi mày, đừng đánh giả cùng. Ngồi tính cho là năm gì rồi. Mày đừng nói tao cái này tiền bạc chỉ chơi mất mày hay quá. Tiền mày không ai thiếu mày chơi á. Chuyện mày đó nó không có đủ nữa. Đây nè. Nè. Nè, tính nhật triệu rồi, mượn triệu là 2 triệu rưỡi, 4 tuần là nhiêu. 4? Mày đủ. Mày về cỡ chứ được 2 tháng là 4 tuần. Mày tính tầng cơ, tính tháng gì, chơi ngang có gì tấm nguyện. Em ơi, nó nghe, chơi nguyện kiểu lắm.
má mày chơi mày đừng bước đầu em mày chưa bằng cái vẻ của tao mày. Trời ơi, bỏ đèn lên quay phim cho nó đẹp hả? Má tỉnh dần về đi má, không biết luôn má. Quay quay hoài, có ngày đèn quay hoài. Đưa mấy thiệt vậy? Tổng cộng hả? Ở đây không, không đưa là 6 thiệt. Luôn dậu luôn là 6 thiệt, ở đây là 5 thiệt nữa. Không tự nhiên vợ chồng bảo thì không chịu chạy qua nhà ta mày mời đi, tự nhiên cả ở đây là gì? Nó không biết nhớ, không biết nhà đó. Không biết nhà mày cũng mò, mày cũng phải đi kiếm ta chứ, mày mờ người ta mà mày nói chuyện gì kỳ vậy, làm như mày ở tâm tức ở đâu tỉnh vậy? Đứng đây à, tôi hiểu. Tôi hiểu hả? Ờ, tôi hiểu. Ôi, bà Quyền cũng không, mày cũng phải kiếm cái nhà mày mờ chứ, lịch sự chứ, đồ thiệt chúng ta đi quá. Gõ thì to téo cầm gõ luôn. Cái đó cầm cầm lên anh, đừng dùng đi. Mày đưa đây. Đó thấy không, chết biết điều ăn không biết điều gì hết. Ờ vậy mình lấy cọc trong chiếc chim đi. Hai vợ chồng ngồi sát bên đâu quay đẹp. Cái bài bên kia giờ nè, mày lấy cọc trong chiếc chim mày đi. Đi trước nè đi. Quay đúng biết né sao, quay qua nhiều quay quay gì vậy. Ờ mày khổ mày quay tao lại mày. Mình ngồi chung quay phim cho nó đẹp. Mày mát. Hôm nay từng ngày mặt ba qua hồng tới giờ kỳ quá. Bông hồng tao có bốn đốt gai, nhìn em đẹp trai lấy luôn bốn gần. Á mày tối tao hủi con mày đi với ai mày em mày tao. Tao mua bốn cái lũi vô làm lên rồi đó. Anh, sức trẻ cho em ngày mét đi. À, dạ, Vĩnh. Có con kìa. Có thì con là em rồi đó. Có hả, tôi có thiệt hồng cho em rồi đó. Được tên em lấy chồng. Cậu với tao, trong mày đưa nó xài vậy. Ôi, coi chứ có coi phải chỉnh trai chứ, phải chỉnh trai vợ chứ, coi vợ có làm gì cho nó không? Tao coi clip rồi, tối nay lấy được nhiêu tiền. Đó. Mày coi đi. Lấy nhiều hơn trần má, coi. Dứt ra đây khai là nãy ra đây khai là có 200 ngàn thôi. Của bạn Hưng lên, nói là qua kiếm được 500-600. Năm mắt rồi. Ờ, chở rồi. Mày, anh Tuấn Nguyễn, anh làm cái lễ độc thân cho ông Trần. Để sao cái lễ làm gà con tao vô nha. Thì cái lễ độc thân này mọi người biết rồi đó, là bạn bè thân, ai thân á, là mới đãi. Thì anh Tuấn Nguyễn ảnh ngồi phía sau, anh đang đặt ba tối nay đi ba quỹ vũ trường rồi đó. Ảnh làm chứng động hôm nay để cho anh Trần bước vào cái cuộc sống mà có vợ có chồng đó. Thì hôm nay là cái ngày độc thân cuối cùng, thì ảnh sẽ làm một cái buổi tiệc rất là hoành tráng. Anh nhớ chứ, bữa tiệc độc thân á là bạn thân nó bỏ ra nó làm, chứ không phải là cái chú rể bỏ ra làm. Anh có biết luật Mỹ không? Mày lên về bản mày chơi bản á, tao đã Việt Nam tao cũng nghĩ. Nói này á, nếu mà đúng á. Nhỏ, cái thà nó phạt tao 650 nữa à. Có làm mà bạn thân gì vậy? Thân ai đấy lo. Cái trong cửa ngoài lắm á nha. Chồng trẻ chẳng gì đó. Thì ông Trần qua gửi có 6 tiền. Tiền bạc lấy chưa được á, đá nhưng nó trù nữa. Má chứ sao chừng này tao biết bạc thôi à.